Mến chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của nghề nail USA. Một cái nghề mà tất cả mọi người có thể làm được đó là nghề nail khi mà đi qua Mỹ các bạn. Và nghề nail, cái ngành nail thì có lúc bận, lúc rảnh. Thì lúc bận thì mình lo làm thôi, nhưng mà lúc rảnh thì mình sẽ có rất là nhiều việc lặt vặt ở trong tiệm mình có thể làm, mình có thể sẽ phải làm đó. Nếu mà các bạn đi tiệm lớn á, thì chủ tiệm thường thường sẽ thuê người làm những cái công việc này, như là xếp khăn, giặt khăn, sấy này kia đó. Nhưng mà mình đi tiệm nhỏ thì những cái công việc này thì có thể chủ sẽ phân công cho mình làm các bạn. Thì đây là những cái công việc lặt vặt ở trong tiệm nail mà các bạn có thể làm. Cái công việc xếp khăn thì là một cái công việc rất là đơn giản, và ở mỗi tiệm á, thì sẽ có những cái cách xếp khăn khác nhau. Nhưng mà Trân đi tiệm này, các bạn sẽ Trân chia sẻ với các bạn một cái cách xếp khăn mà rất là nhìn lịch sự và đẹp. Đó là cái cách xếp khăn như thế này các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Cái khăn thì các bạn sẽ gấp đôi theo cái chiều ngang, sau đó các bạn sẽ gấp một góc tam giác mé bên tay trái hoặc tay phải gì cũng được hết. Rồi cái góc bên kia các bạn sẽ cuộn lại như là các bạn cuốn gói cuốn gì đó ha. Đó, xong rồi góc tam giác các bạn nhét vô. Rồi các bạn có hình dung ra được không? Đó, nhét vô cho nó sâu vô, chứ không là nó lỏng. Nó lỏng thì nó sẽ bị bung. Rồi mình làm lại cái thứ hai như các bạn xem nha. Đó, mình lấy một góc, rồi mình làm cho nó ngay với lại cái góc đường ngang của cái khăn đó. Rồi cái góc còn lại là nó sẽ ra hình tam giác. Rồi các bạn sẽ lấy cái góc nhọn của tam giác, các bạn nhét vô cái cuộn gói cuốn gói cuốn các bạn ha. Đó, bây giờ làm tiếp, làm gói cuốn tiếp ha. Rồi cuốn một bên, mình làm một cái góc tam giác mấy bên này để có cái góc nhọn. Rồi sau đó mình sẽ cuốn đầu bên kia, rồi mình nhét vô bên trong. Như vậy là mình sẽ có một cái khăn rất là gọn, đẹp. Cái mục đích để xếp khăn này là để mình tiết kiệm được cái khoảng không gian khi mà mình để khăn á các bạn. Nếu mà mình xếp mà mình xếp nó xếp 2, xếp 3, xếp 4 rồi thì nó sẽ chiếm cái khoảng không gian, cái khoảng diện tích để mình để khăn. Thì khi mà mình xếp như vậy thì nó vừa gọn, mà khi mà mình xếp lên mâm mình đi làm cho khách á, mình sẽ thấy nó lịch sự lắm, nó lịch sự hơn. Khách nó thấy nó cũng thích hơn nữa, hơn là mình chỉ lấy khăn rồi ra mình làm cái khăn mà nó nhìn nó đơn giản quá thì khách nó cũng không thích. Nó thấy mình làm vô cái tiệm mà mình làm cái khăn vậy ra thì khách sẽ cảm thấy là mình thấy chuyên nghiệp hơn ha các bạn ha. Như vậy thì cái cách xếp khăn này nè, nó là một cách mà các bạn có thể học được rất là đơn giản, không có khó gì hết trơn á. Thì khi mà mình đi làm ở trong tiệm nail, đương nhiên là sẽ có rất là nhiều công việc lặt vặt có thể sẽ được phân công để làm. Thì có nhiều bạn không thích làm, nhưng mà cái chỗ để tạo cho mình làm việc, để tạo cho cái mình, cho mình có nguồn thu nhập, thì mình cũng cố gắng mình giữ cho cái nơi làm việc của mình được tươm tất sạch sẽ. Thì nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà, phải không các bạn? Cho nên là mình những cái công việc này á, khi mà mình rảnh rỗi thì mình có thể làm để giúp cho chủ. Thì chủ có rất là nhiều công việc quản lý rồi, nên là những cái công việc này có thể là người ta sẽ phân công, hoặc là mình có thể mình tự thấy mình có thể làm được thì mình làm thôi. Cũng có nhiều anh chị mệt thì không làm, nhưng mà mình khỏe thì mình làm ha, không có ảnh hưởng gì hết á, rất là nhẹ nhàng. Đây là những cái tiệm nhỏ thì mình phải làm, nhưng mà những cái tiệm lớn á,
thì những cái công việc xếp khăn, giặt khăn, sấy khăn hay là những cái công việc khác, clean up đồ này kia thì chủ sẽ mướn người làm. Tuy nhiên khi mà mướn người á, thì cái tiền mà trả cho cái người làm đó đó thì chủ sẽ trừ từ trong cái tiền lương của mình. Cho nên là cái nào nó cũng có cái mặt tiện lợi của nó và mặt mặt hai mặt hết. Nếu mà mình không muốn làm những cái việc lặt vặt này thì mình sẽ bị trừ lương thôi. Còn nếu mà mình làm thì những cái tiệm nhỏ thường thì ít có khi nào mà thuê người làm cái này lắm các bạn. Mà cái tiệm mình làm thì chủ không có trừ tiền supply, cũng không có trừ tiền vệ sinh gì hết á. Cho nên là mình thấy chủ chủ tốt thì mình cố gắng mình giúp chủ được cái gì đó thì mình giúp thôi, không có mình không có nề hà cái gì khó khăn gì hết. Cái này lúc mà mình rảnh thì mình ngồi mình xếp khăn cho nó đỡ buồn, chứ không cũng buồn ngủ lắm các bạn ơi. Neo mà có mùa đắt mùa ế, nhất là mùa đông á, thì lạnh quá người ta đâu có đi làm nhiều đâu, cho nên là nhiều khi á, mình cũng ngồi không nhiều lắm. Còn vô mùa hè hoặc là mùa ấm rồi thì người ta mới bắt đầu người ta đi làm nhiều, đi làm neo nhiều thì mình mới có công việc mình làm. Thì mình chia sẻ cho các bạn một vài cái công việc lặt vặt ở trong tiệm neo mà mình phải làm thôi. Đó là những cái công việc ví dụ như là xếp khăn, giặt khăn, làm khăn nóng rồi fill supply có nghĩa là các bạn chăm á, như là supply là những cái lotion hay là những cái thứ mà mình phải làm để mình làm cho khách á, gọi là supply. Supply là mình gọi tiếng Việt là những cái nguyên liệu hay là những cái loại mỹ phẩm, những cái loại gọi là sao mình cũng không không có gọi không không mình quên, mình không nhớ được cái từ này, là những cái mà mình để làm ví dụ như là lotion hay là mask hay là drop, là những cái mà mình làm đó. Thì nếu như mà hết đó, thì chủ có thể là sẽ yêu cầu mình chăm thêm để cho mình có supply mình làm đó. Thì khi mà mình đi làm nail thì đừng có nề hà những việc nhỏ đến việc lớn các bạn. Mình đi hay làm thì mình cũng phải có để ý, rồi mình sẽ giúp đỡ cho chủ hoặc là giúp đỡ cho những người mới tới á các bạn. Mình thì mình không có giỏi, nhưng mà nếu mà mình có một em nào mà mới á vô thì mình cũng hướng dẫn nhiệt tình lắm, mình không có nề hà cái gì hết, tại vì mình cũng đã từng là người mới bước bước chân vào nghề thì mình cũng cũng bỡ ngỡ, cũng có nhiều cái mình không có biết làm. Thì mình nếu mà mình không biết làm mà có người hướng dẫn thì mình sẽ nhanh biết hơn, còn nếu mà mình tự làm thì mình sẽ chậm hơn. Cho nên là nếu mình lúc đầu thì mình cũng được những người đi trước, những anh chị em bạn đi trước hướng dẫn cho mình nhiều, giúp đỡ cho mình, thì bây giờ mình cũng hướng dẫn lại cho những người sau, giống như là những người trước đã hướng dẫn mình vậy đó. Mình có bao nhiêu thì mình hướng dẫn hết bấy nhiêu, mình không có giấu cái gì hết đó. Tại vì cái nghề này thì nó cũng cực lắm các bạn. Nhiều khi nếu mà đông khách quá mình không có thời gian để mình ăn luôn á. Rất là nhiều khi đói lắm á, đói lắm thì xuống ra sao tranh thủ ăn một vài miếng bánh hay gì đó vội vã, rổ miếng nước rồi lên làm tiếp. Lúc mà rảnh thì rảnh lắm, nhưng mà lúc mà đông á thì cũng rất là vất vả. Làm về thì nhiều khi người mình nó rã rời lắm các bạn. Thì làm cái nào cũng vậy hết á. Có cái cực cái sướng thì không có cái nào là sướng hết á. Làm cái nào cũng có cái cực cái vất vả của nó, nhưng mà nếu mà mình chịu khó
thì mình cũng sẽ làm được và mình sẽ vượt qua được thôi. Đó là cái cảm nhận của mình khi mà mình đi làm nail. Thì nếu mà các bạn thấy nếu mà mình nói có cái gì mà nó không có vừa ý các bạn thì các bạn cũng vui lòng bỏ qua giúp mình nha. Tại vì mình có suy nghĩ sao mình nói vậy thôi à. Đó thì cái cách mình chia sẻ cho các bạn là như vậy. Thì các bạn nếu mà các bạn thấy cách xếp khăn này hay thì các bạn có thể học theo ha. Còn hoặc là các bạn thấy ở những cái chỗ khác có những cái cách nào hay hơn thì các bạn có thể chia sẻ lại để mình học theo các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn có những cái góp ý gì cho mình thì các bạn có thể comment để cho mình biết, mình sửa đổi ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn thăng tiến trong sự nghiệp. Làm nail thì nhanh lên tay nghề nha các bạn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video clip lần sau. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió chiếc bóng.